Ồ. Trái châu trong này đẹp quá ha. Các bạn nhìn thấy nguyên một con rồng cái gai ngò này là có 1 không 2. Lời nói đầu tiên thì Thái Dào xin mến chào quý cô chú anh chị mình ha. Thái Dào hôm nay đã có mặt ở Sóc Trăng, ngay chân chùa Ben Bun Thơ Mây, thì nơi mà cái chùa có cái chiếc gai ngò độc nhất vô nhị trên cái đất nước Việt Nam của mình các bạn. Mời quý cô chú anh chị mình cùng theo Thái Dào để chiêm ngưỡng chiếc gai ngò ha. Wow, đây là cái chùa mà có cái màu sắc rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đẹp. Ở trong đây thì thấy bà con người ta cũng đang chụp hình. Ồ, đây trưng bày đồ cổ ha. Đồ này đồ cổ lâu đời. Mấy cái bình, mấy cái cối đá. Ben Bun Thơ Mây. Ben Bun Thơ Mây. Ben Bun Thơ Mây. Thơ Mây á. Chùa có chiếc ghe ngò độc nhất trên đất nước Việt Nam. Chiếc ghe ngò đang bển đó, đang sơn đó. Dạ. Em cũng Kiên Giang nè, Kiên Giang em xuống em chiêm ngưỡng chiếc ghe ngò nè. Không, xuống để xem cái chiếc ghe ngò đó, quay phim chiếc đó đó. Chiếc đó là độc nhất á. Có nghĩa là dưới đây ghe ngò nhiều lắm, nhưng mà cái chiếc ghe ngò này là đục nguyên hình cái con rồng nổi luôn, dãy nổi luôn, mấy anh thợ đang sơn đó. Dạ. Ủa mấy chị ở đâu xuống thôi à, ở đây? Ở phường 5 em. À phường 5 hả? Phường 5 mà không biết chiếc ghe ngò này hả? Dạ. Nãy nói đạn tao bơi đưa cái tập bơi chạy lại đây coi tại không có mưa nữa nè. Ừ. Ở đẳng thì chùa Helen chiều là 5 giờ tập. Dạ đúng rồi. Nha. Đẹp quá. Đó, chiếc kia ngò quá đẹp luôn á. Nè, thợ đang sơn tượng Phật các bạn. Mình sẽ đi lại chiếc kia ngò độc nhất vô nhị của đất nước Việt Nam mình nha. Đây. Chiếc ghe ngò được đục chạm nguyên một cái con rồng luôn các bạn. Ồ. Trái châu trong này đẹp quá ha. Các bạn nhìn thấy nguyên một con rồng cái mũi ghe ngò. Dãy gì đục nổi hết các bạn. Mấy chị đó ở phường 5 sát bên, nhưng mà mấy chị cũng chắc có lẽ là ít theo dõi ghe ngò cho nên không có biết là chùa này có một chiếc ghe ngò. Mình đây thì mình đi quay cho quý cô chú các anh chị ở các tỉnh thành khác, không có dịp đi đến chùa hoặc là không có tận mắt nhìn thấy ở bên ngoài, thì mình sẽ quay cái chiếc ghe ngò này để gửi đến cô chú với anh chị. Thì chiếc ghe ngò này là chiếc cũ, được sửa lại là đục luôn các bạn. Dách này thì mình độ khoảng 4 phân. Dáng nhảy cái khúc này là người ta gọi là già dán nhảy, cái này là đục chạm nổi luôn các bạn. Mình sẽ đi dài đuôi ra đuôi. Nãy là quay cái đầu, còn bây giờ khúc sau này là cái đuôi của chiếc ghe ngò thì giống như chiếc cái đuôi của con rồng các bạn. Đây.
nhìn thấy cái đuôi đẹp không? Chùa này mình nghe nói chiếc ghe này là không có bơi nha các bạn, chiếc ghe này để triển lãm. Quý sư nhà chùa đóng chiếc ghe này mục đích là để cho mọi người chiêm ngưỡng. Đây nè các bạn thấy không? Đường này là chạm nè, đục nè. Cái này là hình như là sân BU các bạn ơi, bắn BU. Rất độc đáo luôn ha, tỉ mỉ. Rồi mình sẽ đi vòng ra trước ha. À, những cái dãy, những cái qua văn mây là đục nổi hết nguyên cái thân ghe từ trước ra sau. Ở trong thì dán sao nhưng mà cái ghe này là cũng đã lâu đời rồi các bạn, cho nên các bạn thấy những cái lần dán sao này, nó nứt nè. Hai bên được chạm từ trước tới sau hết luôn, chạm nguyên cái đầu luôn. Ở phía bên ngoài thì mình thấy có một cái anh thợ anh đang sơn tượng Phật, gọi là đắp y. Ở trong đây thì có mấy cái mặt trăng này các bạn, mặt trăng ở vì là chùa này có đầu luôn, có đầu trăng luôn. Phía trước này các bạn nhìn thấy phía trước. Ghe ngò này là có 1 không 2 các bạn, trên toàn đất nước Việt Nam. Ở đây thì anh thợ anh đang sơn. Ghe này anh sơn hay do anh hay là thợ khác? Thợ khác. Gì hả? Cái ghe nó thợ ở đâu mà đục với anh biết không? Ở Tân Hưng. Tân Hưng hả? Dạ. Vậy là cái ghe này sơn không gài lâu cho anh? Nửa tháng rồi. Nửa tháng rồi ha. Hổm thấy lúc đang làm thì em có thấy trên YouTube. Quá đẹp. Cái chánh điện là cái chỗ nào vậy anh? À, chỗ đang làm đó ha. Còn bên kia đẹp quá, mà bên đó là kêu cái gì anh? Quá trời đẹp luôn, cái màu phải nói là phối cái màu nổi ghê chứ. Thì cái video nội dung hôm nay thì thấy vào đến chùa Ben Bun Thơi May để quay chiếc ghe ngon độc nhất vô nhị này để gửi tới cô chú với anh chị mình cùng xem. Và để coi coi ở đây là một cái khúc cây đặt luôn nè các bạn, đặt ha. Đó, các bạn thấy không, người đặt nè, gọi là cây cổ. Chào tạm biệt quý cô chú mình ha.